Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vinh Tế đã thực hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo. Trong đó có tổ phụ nữ cùng ngày mai là một trong những mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cho các chị em hội viên có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Nội dung trên được đề cập qua phóng sự sau đây. Với đầu đề, tổ phụ nữ cùng ngày mai xã Vinh Tế góp phần giải quyết việc làm tại địa phương. Tổ phụ nữ cùng ngày mai được thành lập với 22 thành viên do chị Thiều Thị Thúy Loan, là tổ trưởng. Tổ chủ yếu là may quần áo gia công cho công ty để các chị có được nguồn hàng may mỗi ngày. Chị tổ trưởng liên hệ với công ty lãnh hàng về giao cho các chị với hình thức may ăn theo sản phẩm. Mỗi sản phẩm là 10.000 đồng. Bình quân mỗi ngày các chị may được từ 5 đến 10 sản phẩm. Trung bình mỗi tháng thu nhập của các chị từ 2 đến 5 triệu đồng. Bình quân mỗi tháng tổ gia công trên 1.000 sản phẩm. Qua đó giải quyết việc làm thường xuyên cho chị em phụ nữ nhàn rỗi ở nông thôn. Từ ngày em tham gia vào tổ mai đã giúp cho em có thêm thu nhập, tạo việc làm ổn định, góp phần cải thiện cho cuộc sống gia đình. Ngày mai đòi hỏi người thợ phải cẩn thận từng chi tiết nhỏ, từ đường kim mũi chỉ và để làm ra một sản phẩm cần phải qua nhiều công đoạn như cắt giải, ráp đồ, túi, dắt sậu, may. Đối với những chị mới làm thì được giao làm công đoạn dễ để các chị làm quen. Sau đó, từng bước học hỏi để nâng tay nghề. Hiện nay, hoạt động của tổ phụ nữ cùng ngày may khá ổn định. Bên cạnh đó, tổ may còn được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quan tâm hỗ trợ, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, các buổi sinh hoạt chi hội và lồng ghép tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Qua đó giúp cho các chị em phụ nữ có thêm kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện công việc và nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình. Thời gian qua thì Hội Phụ Nữ xã Dinh Tế có thể có thành lập tổ phụ nữ cùng ngành ngày mai. Tuy là mới triển khai thời gian gần đây nhưng đã giải quyết được việc làm cho nhiều chị em phụ nữ tại địa phương, hạn chế được tình trạng các chị phải đi làm ăn xa. Bên cạnh đó thì các chị em tham gia vào tổ tổ mai không chỉ có được thu nhập ổn định mà còn hướng dẫn cách thức làm ăn cho chị em. Từ đó thì mỗi người đều có ý thức dương lên vượt khó. Từ khi tổ phụ nữ cùng ngày mai được thành lập, thu nhập của hội viên ngày càng được cải thiện. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Tế sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, giới thiệu lao động nữ đang trong độ tuổi lao động mà không có việc làm ổn định, được học nghề và có tay nghề để làm việc ở tổ cùng ngày mai. Đồng thời nhân rộng mô hình tìm kiếm thêm nguồn hàng để tạo công an việc làm cho nhiều hội viên hơn nữa, không chỉ giúp phát triển kinh tế gia đình mà còn tạo được tinh thần gắn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên tại địa phương.